Đây có một đoàn cô. Là đoàn của gia đình anh Vũ Linh đó cả nhà mình ạ. À, gia đình Vũ Linh, chị Hồng Phượng nè. Em chào chị. Hôm nay là làm lễ mở cửa mã. Đây là gia đình nghệ sĩ Vũ Linh lên làm cái lễ cho nghệ sĩ Vũ Linh nha mọi người. Nhà của Linh. Cháu ngoại cũng có nhà. Nhà của cô Linh tới. Đây là gia đình. Đến qua giờ rất nhiều khán giả. Không phải là đây là gia đình nhà chú Linh đến thăm nhân cho chú chứ. Hôm nay là cúng thất á hả cô? Cô là cô Hồng Nhung. Dạ. Em cô chú. Dạ. Đây là cháu ngoại chú. Dạ cháu ngoại. Đây là Hồng Phượng á, để đánh này dạ. Nghệ sĩ Hồng Phượng nên mọi người. Dạ. Biết chú uống bia nè, uống bia nè. À. Rồi đem bia ra. Dạ. Có mấy anh em xích ra cho người nhà ta làm trả lụa cho anh em. Có trả lụa nữa. Không quay được rồi ông máu ơi. Để anh em hỏi thôi. Nhà sau khi cúng thất ở em phải xin lỗi sau khi đi lên sớm phần một cái đơn vị ha xong để cúng lên một cái căn phòng là trang nghiêm cho mọi người. Cảm ơn mọi người là những ngày qua đã rất là quan tâm cậu chú Linh. Cũng thấy được ở trên YouTube đó là mọi người đã ở đây tới đêm luôn để mà thắp nhang cho cậu Linh. Thực sự là gia đình rất là cảm ơn và mong là mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Và cảm ơn mọi người có cái tâm hạ như cái tình cảm của mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Là mọi người cho gia đình có một cái chỗ, một cái địa chỉ hoặc là trang nghiêm để mà cúng cầu năm nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con bé Hồng Phượng thì phát biểu những cái lời cảm ơn đến khán giả đằng xa. Có cái thiết kế mình đưa ra những cái mẫu, hiểu không? Đưa ra bây giờ bữa nay thứ bảy rồi, ông có ở đây. Mình phải hẹn là thứ hai rồi. Đây, chị mình hẹn thứ hai đi. Thứ hai rồi lên. Vậy rồi có gì mình hẹn thứ hai rồi điện cho chị. Chị điện lại nó hẹn thứ hai đi. Ủa sao mình đi về à? Về. Ủa mình không có nói chuyện. Thôi rồi, rồi, bà anh tô, bà anh tô lên. Ủa? Ngoài kia rồi đó. Mình rồi gọi nó nè.
Cái đại thiết kế cái phần dưới mỏi cho cậu nữa. Tại vì cái phần dưới mỏi là vuông hay gì giống đâu mà nó đi luôn rồi xong luôn. Cái mão, một cái mão cái mão quản của cậu luôn. Ừ, rồi là cái khắc từ đi luôn, hình của cậu lên trên đi luôn. Bữa mình đứng đâu đấy là chị, còn cái này chị mình thấy khủng khiếp không chị? Mà bây giờ con nhìn thấy nó lạ, vậy sao con nhìn không ra? Để con tài là để giờ đúng không? Rồi à. Vậy là người mình đứng đâu ta? Đứng cái này này à? Đứng em thợ Mỹ đây nè, tụi Mỹ đây như đây nè. Nếu mà chỉ cần nhịp nhẹ cái là thợ Mỹ văng xuống luôn á. Lúc trước là mình đứng xa xa em hiểu không? Lúc đó để đây để hồi. Phải nói là rất là trân quý cái tấm lòng của khán giả đã thương dày dành cho Năm rất là nhiều cái tình thương quý báu này. Thật sự là em không biết nói làm sao luôn á. Rất là cảm ơn rất là nhiều những ngày mà anh nằm ở đây rồi khán giả vẫn ngày đêm ở đây ở bên cạnh anh. Cái đó phải có tình thương mới được á, chứ bình thường người ta không làm được vậy đâu. Phải có tình thương lắm mọi người mới làm được vậy luôn. Cảm ơn ngày nay luôn á. Em là em của anh hôm bữa thứ năm cùng với anh mình phải nói là rất là hạnh diện, vừa hạnh diện mà rất là hạnh phúc với anh mà. Trong cái chợ có cái biết là người ta từ Đà Nẵng ra vô đó, còn đến giờ hôm nọ hai cái bà Thanh Hóa mua vé máy bay từ Thanh Hóa vào đây đến đây chờ từ sáng bay lên chưa là cái bữa hạ quyền đó hả anh? Em mời là đến chiều là bay về. Cái bữa hạ quyền đó hả? Cái bữa đó là quá đông, quá đông làm được cái gì hết. Rồi có những người đứng bên đường vẫy tay chào, quỳ lại nữa, rồi quỳ lại trời quá. Hôm bữa mới vừa thấy tôi chịu thấy đóng bồng trên này cũng đầy cắm rồi. Hôm nay quá là bồng. Coi YouTube nói là mấy cậu Nam ăn bánh bía, cho nên là bánh bía cũng cậu Nam. Bia Heineken. Tại cậu Nam là bia Heineken. Bốn ba số tháng. Gia đình nói là khi mà cậu nằm ở đây là nó quá vinh hạnh. Tại vì ở đây toàn là tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp của cậu là cái thứ nhất. Thứ hai là cái nơi này nó cũng rất là xứng đáng để cho cậu nằm đây. Thật sự. Và mỗi cái phần mộ của mỗi người nghệ sĩ là gia đình đã làm rất là trang trọng, rất là trân quý cái khoảng thời gian làm nghề đó. Thì cậu mình cũng vậy, bọn mình cũng phải được như vậy. Tại vì không chỉ gia đình mà còn khán giả luôn tới, rồi khán giả cũng trân quý cậu, cũng muốn là cậu phải đẹp. Bây giờ đợi gì? Đợi chị Nga. Hỏi chị Nga coi nè. Nè giờ chị Nga muốn bên này chị ơi, chị cho chị không ngại cho em hỏi một câu được không ạ? Là có nhiều người thắc mắc á, là tuổi của chú Vũ Linh á 66, 65, 67. Em thấy trên xe mà đưa là 67. Cái đó hình như là chị có đã giải thích với báo chí rồi. Dạ yeah, chị. Và đã có bài báo đăng lên rồi đó. Dạ dạ dạ. Mọi người cứ lên tìm hiểu nha. Dạ yeah. 65 nhưng thì Phật là 66 thôi. Dạ yeah. Chú ta 66. Dạ yeah.